giá trị của dự án này là nghỉ ngắn, giá trị của ATP lúc này là quan trọng nhất. Tất cả mọi điều chúng ta làm để sao chúng ta có được thời gian nghỉ ngắn nhất, thể lực ATP phục hồi nhanh nhất. Cái chữ pump các bạn đừng có dịch, bạn dịch ra tiếng Việt Nam kêu là cái máy bơm nghe nó quê. Nó pump phải là máy bơm, pump là trạng thái. Trạng thái từng sim chúng ta tập cái đầu pump. Nên ở đây các bạn không hiểu được cái sự phục hồi là gì. Cái sự phục hồi tiếng Việt mình nó kỳ lắm. Phục hồi năng lượng, nó khác phục hồi cơ bắp. Rồi ok, chào các bạn. Hôm nay là Duy Nguyễn sẽ chơi trái mình, chơi máu lửa ngày hôm nay luôn. Là một trong những ngày cuối cùng mà Duy Nguyễn còn ở Việt Nam thực hiện chùm video để cho bọn nhỏ nhà có chuyện để làm. Là chơi khô máu luôn đó. Là bây giờ là tối trải rồi đó, đuổi, không phải đuổi mà là giờ đèn như là phòng gym thường thường 9 rưỡi đóng cửa, cái 8 rưỡi mình xách đèn, xách máy quay, xách đèn đồ lên đây, các anh em ta cũng hợp tác đúng không? Và tập máu lửa luôn. FST7 3 bài nằm trong series là Lean Body nâng cao. Tại sao Lean Body nâng cao có FST7? Tại FST7 đơn giản chỉ là một cái để chúng ta nâng cao cường độ cuối buổi tập. Nâng cao cường độ của buổi tập bằng những cái máy tập Mỹ Đế thì còn gì bằng nữa. Đó. Và Duy Nguyễn sẽ tập bài này nha các bạn. Bài này bây giờ là anh sẽ tập 7 set. Mỗi set là 7 full, 7 partial. Nghỉ 45 giây mỗi set. Nhưng mà các bạn thông cảm là thường thường là cái buổi tập thiệt á, trong lúc tập thiệt thì khi mình qua tới bài này á là cái cơ bắp mình đã pump rồi. Còn cái này là Duy Nguyễn quay thôi chứ không tập. Tức là Duy Nguyễn quay cái này đầu tiên. Nên bây giờ cơ chưa pump lắm. Cơ chưa pump lắm không nói để thông cảm nha, không vô cà khịa à. Chủ gì giữ vui vui chứ cà khịa là sốc đó. Rồi. Set đầu tiên. Ngồi tư thế số 1, kéo xoay tay cái gì nè. Nói chung bằng tập sao cũng được hết nha. Mà tập bằng xoay tay sao cũng được như tôi vậy. Vô đó. 1, 5, 4, 3, 2, 1. Cái này là nó còn sức nè. Bình thường là tập banh sát rồi nó qua đây. Còn giờ mình quay mà, quay miễn sao ra video thôi. Thôi vô. Vô 14-15 giây. Khỏi 45, giờ anh Giang luôn. Thầy mới vô sung mà uống bông xịn nữa. Nhớ là không tập nặng nha bạn. Mấy cái bài này không phải là bài biểu diễn tập nặng đâu nè. 5, 4, 3, 2, 1. Lên tí nữa nào, lên cao nào, căng nào, lên cao nào. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ra cánh rồi đó, áo chặt rồi đó. Bài tập này là tập cơ lát nha bạn, cơ lát. Mà sao, tại sao lại phải là bảng xét? Tại vì FST7 chứ đâu phải FST6 nha. Nhưng mà tại sao nó phải là số 7? Tại nó là tên là FST7. Mà lên xét thứ 8 mà chắc mệt dữ luôn ạ. Mệt khỏi xét thứ 8 tập bài khác. Mà vô đi. Bấm giờ không mà vô đại vậy? Một, hai,
giá trị của dự án là nghỉ ngắn, không nghỉ ngắn căng cơ, mấy anh thi đấu nó gồng liên tục luôn, hít sâu thở đều. Đó, giá trị của ATP lúc này là quan trọng nhất. Tất cả mọi điều chúng ta làm để sao chúng ta có được thời gian nghỉ ngắn nhất, thể lực ATP phục hồi nhanh nhất. Đó là tất cả người ta xây quanh qua nào là vì qua cao, intra qua cao, boss qua cao, everything. Phòng tập xịn, oxy đầy đủ, gái ngon nữa. Nên ở đây các bạn không hiểu được cái sự phục hồi là gì. Cái sự phục hồi tiếng Việt mình nó kỳ lắm. Phục hồi năng lượng, nó khác phục hồi cơ bắp. Hơi. Hơi. Ba. Bốn. Nó pump mà, xài pump xịn mà, máy xịn mà. Cái chữ pump các bạn đừng có dịch, các bạn dịch ra tiếng Việt Nam nó kêu là cái máy bơm, nghe nó quê chết bà luôn thiệt. Cái pump nó kêu là cái máy bơm, nó pump phải là máy bơm, pump là trạng thái. Trạng thái trong gym chúng ta tập phải là pump. Hai, 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 ba, 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 năm, bảy, ba, hai, một, bảy, bảy, wow, pump không? Mà chúng ta phải duy trì cảm giác pump nó liên tục, không để bơm sủi. Bây giờ là máu nó blood flow, nó chạy ầm trong mạch nè, bùm bùm chạy chạy chạy, sau đó bơm vô cơ. Nguyên lý hoạt động của điều cao xịn là vậy đó. Bảy, bảy, hết. Nguyên lý của nó là vừa bơm vừa phục hồi vừa tăng size đó. Đúng rồi, nó tăng size trước, nó tăng size trước rồi cái lực bơm nó mạnh hơn, nó đẩy những cái dinh dưỡng ở trong cái dòng máu đó đi vô cơ và cái cơ nó mở ra sẵn hấp thu. Last one. Thấy à, sung rồi chưa? Nó là đẹp nhớ mua nha mấy em. Đó, minh họa bằng một video thôi đó. Tập đập pump được cơ lưng, gym phục vụ cuộc sống vậy thôi. Bự quá con gái sợ, mà vậy cũng có đứa sợ rồi. Rồi thông qua bài tập này có hỏi han gì không? Đây là cái bài tập gần như là cuối cùng của ngày tập lưng nha. Các bạn Duy Nguyễn sẽ chia sẻ cho các bạn những cái bài tập quan trọng nhất trong FST7 thôi. Chứ còn tập mấy bài kia tập bình thường. Tập FST7 thì phải lợi dụng cái hệ, thứ nhất là hệ PVL, thứ hai là hệ cable và cái hệ freeway tùy bài. Ngay lúc này Duy Nguyễn sẽ tiếp tục chia sẻ các bạn một cái bài freeway FST7. Thầy, bình thường thầy không tập phương pháp này thì bao nhiêu tạ? Good question. Bình thường thầy tập bắt OT là bên 60. Thầy tập bắt OT là bên 60, còn thầy tập bình thường là một bên 50. Còn bây giờ tập này thì mới giảm một nửa, một bên 25. Nhưng mà tập cuối buổi mà, nó thiên về cường độ nên nó là sự cảm nhận căng duỗi và gồng, chứ không phải là khối lượng tạ. Khối lượng tạ nó không phải là cái mục đích chính của cái phương pháp này. Cái mục đích chính, cái phương pháp, cái tạ nặng là lúc đầu tập rồi, tức là lúc đầu tiên kìa. Tức là buổi tập nó có hai phần, phần này là phần sau nha các bạn. Phần này là phần cường độ cao của lean body, chứ không phải là cái phần trend của lean body. Phần trend tập khúc đầu rồi. Phần trend thì cái chục năm nay Duy Nguyễn chia sẻ rất là nhiều rồi, không có gì để chia sẻ nữa đó. Vậy thôi. Rồi giờ qua bài thứ hai, không nói nữa, nguội cơ. Bye bye.